nay mình sẽ làm tiếp cái đến Under May. Thì nhiều cũng nhiều bạn yêu cầu mình test thử xem như thế nào và cách đánh nó như thế nào. Thì nó đánh như mấy đến Highlander khác thôi, đơn giản. Đánh kiểu như là vừa công vừa thủ luôn, như mọi anh Highlander trước giờ. Với lại các bạn nào mà yêu cầu mình làm deck nào á, thì khi mình làm deck cái video lên thì các bạn hỗ trợ gà là share hoặc like video nha. Nhiều bạn vô comment kia, anh ơi làm cái này, anh ơi làm cái kia, mà cuối cùng lại không có hỗ trợ gà like hoặc là share cái gì, share video gà, cuối cùng là yêu cầu gà làm không biết để làm cái gì nữa, vô làm coi chơi thôi. Lúc rất là mệt mỏi, cũng không muốn làm theo yêu cầu của các bạn nữa. Các bạn yêu cầu xong rồi các bạn chả có cái động lực gì với cái yêu cầu của mình. Quyết định hành động động thái gì với cái việc yêu cầu của mình, khi mà người ta đáp ứng yêu cầu của mình thì mình chả có hành động gì cả. Nhưng không ok, lên được cái lá đó là thấy khỏe rồi đó. Cái spell 3 mana này, 2 mana này mình mới lên con Naga để giảm cost được. Còn không thì phải dùng con rùa để cast spell thôi. Ok, đây là mò bị dữ rồi. À, cũng có mò. Ồ, Azeroth! Magic shall not save us. Đặt con kia ra chính giữa cho nó không có chơi mà
hơi kỳ. Nhưng mà lên nó liền là hơi kỳ quá. Mày đánh control bây giờ. Control một dạng đồ mà control tới chết rồi. You're in my house now. Kêu luôn. Dạ mày gì cậu? Con này thì dùng cho trường hợp gọi là cần thiết lắm mới xài nha. Mình đang còn rất là nhiều sự lựa chọn. Magic!
yourself. Come to my aid. Unleashed. I bring life. Đưa ra giải pháp từ sau đúng không? Đưa ra giải pháp từ sau, một là đánh quân vui, hai là mình deal 10 down nữa. Chắc chắn là lấy deal 10 down mà tại sao lấy quân vui. Đó là cái điều hiển nhiên là tại sao mình lấy quân vui trong khi đó mình có thể lấy deal 10 down quá thơm. Bây giờ tên này nó sẽ lo nó cộng armor chết mẹ luôn nè. Làm mọi thứ để gọi armor. Nó dùng cái này thì nó dùng cái lá mà deal down on. Nó sẽ sợ mẹ luôn. Nó sẽ gồng amo luôn. Hiểu đeo gì chả gồng. Thật sự. Mười bốn. For Azeroth! Nhiều đế gì mình cũng win win game này cả. Gì gì phải win luôn. Thế nào mà ly được con hai con này? Thế nào? Hai cái siêu slam chăng? Hai siêu slam à? Cho hỏi sao? Cái siêu slam. The Earth Mother, all upon us. Ok, cả sao nè? Lo hả? The Earth Mother, all upon us. Cả sao? À. Skill. Is it kill? Mars! I must choose! Đợi gì nữa? Đợi gì nữa ba? Cô mẹ cho nhanh dịp. Unity, precision, perfection. Đợi gì nữa? Nếu kéo qua cái cầu à? You require my assistance. Our power is in you. Aha! 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 Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold.